Chi tiết: dầu và âm, omega 3 glycine 165ml, dung tích 165ml, nơi sản xuất: Hàn Quốc, Made in Korean, hạn sử dụng 2024. Tại sao nói là dầu lạnh? Đúng như cái tên, dầu lạnh nó bắt nguồn chính tác dụng khi chúng ta sử dụng sản phẩm. Khi bôi dầu Lucosamilin ra sẽ thấy cảm giác mang mát, dễ chịu và nó hỗ trợ rất tốt về các vấn đề về xương khớp. Công dụng: giúp giảm đau các chứng viêm xương, đau cơ, đau khớp, tê buốt, nhức mỏi tay chân tay, cổ, đầu gối, bong gân, vận động nhiều khi chơi thể thao, các chứng viêm ngứa, da mẫn đỏ. Chống viêm, giảm đau nhức các khớp bả vai. Thành phần: Lucosamin là một dẫn xuất amin hóa của glucose, là thành phần chính của licosaminolican cấu tạo nên sụn khớp. Chính sự suy giảm tổng hợp licosaminolican là yếu tố chính gây ra thoái hóa xương khớp, đặc biệt ở người cao tuổi. Đối tượng sử dụng: sản phẩm rất hữu hiệu cho những người hay bị đau nhức xương khớp, những người vận động nhiều đau khớp, người già hay bị đau nhức xương khớp do cháy gió trở trời. Cách sử dụng: dùng khăn lau lên vùng da để thấm hút mồ hôi nếu có. Xoa dầu lên vùng cơ thể rồi massage khoảng 2-5 phút sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Các lưu ý: không bôi lên vết thương hở hoặc vùng da chảy xước. Không dùng cho phụ nữ đang mang thai, trẻ em dưới 12 tuổi dùng với liều lượng ít. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cách bảo quản: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em. Luôn đậy kín nắp sau khi sử dụng.